mình phát hiện ra hình như một tổ ong, để mình lại gần có phải tổ ong thấy đen đen từ xa rồi. Ở đây đúng rồi, nó rồi. Ừ, không có khói là nó bay, nó đớp mà. Mình xin chào tất cả các anh em, cô bác, anh chị, các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi bắt ong về nuôi. Hôm nay mình đi có hai người, không biết hôm nay có được nhiều ong như hôm bữa không. Hôm bữa anh bắt được 6 ổ. Mình đi cái khu vùng chàm hôm bữa nữa, không biết coi có không. Khi nào có mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ở đây toàn là quần mã không à. Đi mà không đủ cũng cực lắm bên em luôn. Gai góc không à mấy anh em có đi bắt ong nhớ mặc quần dài, áo tay dài như phải gai góc nó suốt. Mình phát hiện ra hình như một tổ ong, để mình lại gần có phải tổ ong thấy đen đen từ xa rồi. Không có khói là nó bay, nó ngớp một tí nữa nè. Để tí nữa em mình đem cái hộp quẹt lại mình. Con phở này mấy em, con chúa này, mình thấy nó cánh, mình đem gì nuôi mà nó cánh nó như vậy. Lấy kéo, cắt không? Chịu xuống cái chừng đó. Tao hết thôi, hoài muốn thôi là rồi. Qua được. Mình cắt cánh nó xong rồi mới được. Lấy đây. Chuẩn bị mấy cái que sắt này mấy anh em để mình xiên qua cái ổ đó. Cái chừng chúng mặt cũng chảy tùm lum giống. Thank you.
mới sáng trời chuyển mưa rồi thôi. Mình xi 2 cây. Mình xi 4 cây vậy cho nó cố định được cái ổ nha mấy anh em. Anh em nhớ nhẹ nhẹ tay để nó rớt cái bánh sữa xuống nha mấy anh em. Hai cái đầu này sao? Hai đầu nào? Hai cái đầu này. Hai đầu đó là cái trời. Thôi được rồi, ba cây được rồi. Cây okay. Chặt cũng em nhẹ nhẹ tay thôi để nó rớt bánh sữa xuống nha mấy anh em. Cắt bớt luôn đi. Dài quá xíu. Cùng dưới có lũng không? Lũng lấy mấy nhang hay là cái gì? Mấy... Rồi xong rồi mấy anh em ơi. Anh đâm sao có con hông chỉ xuất mẹ nữa. Rồi nó vi giờ chịu để lại đẳng keo ở đâu đẳng thì nó bu ở ổ. Đây tôi cắt keo. Giờ anh treo thùng lại cho ông nó gom lại vô cái ổ hết nha anh em. Bây giờ mình đi tìm cái ổ khác nữa. Coi có mình sẽ quay cho anh em xem nha. Thử cái ổ bù xích này mấy anh em ơi. Nó đeo cái chàm nè. Ui nó đeo quá trời luôn mấy anh em. Cái này thấy có người ta ăn nha, nó nồng vậy mà người ta bắt ta chiên ta ăn á mấy anh em, còn mình không biết ăn. Mình thấy ở đây có cây bù chồn nè, có trái luôn nè mấy anh em. Cái cây này hồi xưa mình hay làm ống hụt á, mình bỏ vô ống hụt mình hụt cây bù chồn này, chín ăn cũng ngọt lắm mấy anh em ơi. Mình sắp ra tới đường luôn rồi. Kiếm nãy giờ cũng tiếng đồng hồ rồi cũng không thấy gì nữa. Nếu mà không có nữa chắc mình đem cái tổ ong ban nãy đi về quá. Mình quay lại cái tổ ong mình lấy ổ ong đi nha anh em. Nhẹ nhẹ thôi để nó bay ra mấy anh em. Anh em về. Bu lại còn. Nãy đi động nó bay ra mới. Gác ra kèo cũng trong thùng này hợp lắm.
tới hoài rồi. Hôm bữa đi chút xíu kiếm 16 ổ. Trên đường về mình phát hiện ra thấy được cái ổ ở mặt nữa mấy anh em ơi. Để mình nhảy vô mình nằm ở trong hàng rào trong tăng mã nè. Thì mình nhảy vô mình quay cho mấy anh em xem nha. Sau mình lấy đồ nghề xong mình lên bắt nha. Cái ổ này nó dữ lắm, ổ này không có khói nhiều là bắt không được nó đâu. Việc lấy đuốc lấy đồ mà nó bắt được nó. Anh em thấy bự không? Ổ này khá to mấy anh em ơi. Vô mánh này. Mình nên gặp được cái ổ này. Rồi. Dèo ra mình về nha anh em ơi. Cầm tiếng lên. Giờ
nhớ chừa lại cho nó ít mặt để nó nuôi con đó nha mấy anh em. Mặt nó nhiễu cho anh thùng quá trời luôn nè, uống ghê. Ngọt quá. Nó đậu hết chưa? Rồi mình có làm cái khung, giờ mình bỏ nó lên cái khung đó anh em ơi. Đâm xuyên tàn cái tàn của nó nha, đi như lúc mình bỏ vô cái thùng á. Mình dùng mấy cái que sắt hồi nãy mình đâm xuyên cái tàn của nó, thì nó không rớt, cố định vô cái khung sắt này luôn, gió luôn lay rồi nó cũng không rớt. Mình đâm 3 cây vô. Mấy anh em nhớ nhẹ nhàng để cái bánh sữa nó rớt cũng như mấy anh em. Đó. Rồi. Nó xong rồi mấy anh em. Nó có con ông chúa ở đây là nó tụ lại. Mấy anh em nhớ cái cánh con ông chúa nha. Mình để nó dưới cái vàng hiên lý nè, có bông hoa nhiều cho nó hút mặt nha mấy anh em. Vàng lý này nó mát rồi, vừa có ánh nắng nữa. Nó để dưới đây nè. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mấy anh em xem video thấy hay hãy cho mình like và một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha mấy anh em. Bye bye mấy anh em nha.